Hằng Hằng sau hẳn ảnh X quang để chứng minh không sửa vòng 1. Hằng Hải Hằng sinh năm 1999 ở Thanh Hóa, bất ngờ nổi tiếng từ màn dậy thì thành công, thay đổi từ một cô gái có phần gầy gò mảnh dẻ thành gái xinh với body sexy nóng bỏng. Cô nàng hot girl sau đó dính vào hàng loạt lùm xùm, từ nghi vấn tiểu tam đến việc nhận tiền PR sản phẩm vô tội vạ. Cũng chính những điều này đã khiến Hằng Hằng có thêm nickname là hot girl thị phi, hot girl tạp hóa và cô gần như mất tích trên mạng xã hội trong gần 2 năm. Mãi đến tháng 11 năm 2021, cô nàng hot girl mới tái xuất trở lại trên mạng xã hội. Thế nhưng liên hoàn phốt của Hằng Hằng vẫn chưa dừng lại. Đặc biệt, nghi vấn giao kéo tu sửa vòng 1 của cô nàng vẫn là câu hỏi thắc mắc của netizen. Mới đây, bất ngờ dân mạng lại đào xới và đặt câu hỏi chuyện cô nàng hot girl có nâng ngực không. Đáp lại, Hằng Hằng đã show hẳn ảnh X quang vừa chụp vào cuối tháng 3 để làm bằng chứng. Cô nàng viết không có túi ngực nào ở đây nhé. Trước đó nhiều lần Hằng Hằng dính tin đồn tu sửa vòng 1, như lần hình ảnh Hằng Hằng được một thẩm mỹ viện dùng để quảng cáo cho dịch vụ giao kéo vòng 1 đã khiến dân tình bàn tán xôn xao. Thế nhưng cô nàng vẫn phủ nhận và cho biết bản thân có được vóc dáng nóng bỏng là nhờ chăm chỉ tập luyện. Ngoài ra hot girl Hằng Hằng còn gắn liền với tin đồn tình cảm với vlogger Huy My. Thời điểm đó nhiều người cho rằng cô chính là trà xanh xen vào giữa cặp đôi Huy My và Trúc Anh, nhưng khi cả đôi bên đều lên tiếng đính chính thì chuyện tình của Hằng Hằng vẫn nhận được nhiều sự chú ý. Với nhiều lần bắt gặp Huy My và Hằng Hằng đi chơi chung, tin đồn hẹn hò của họ một lần nữa lại dấy lên. Không lâu sau đó cô cũng vướng phải một tin đồn khác với em gái của Huy My là Trang Lu. Và sau tất cả sóng gió, Hằng Hằng đã mất hút khỏi mạng xã hội. Cô hoàn toàn không có bất kỳ động thái nào trước truyền thông trong hơn một năm trời. Thậm chí cô đã ẩn hết tất cả các clip trên TikTok của mình. Sau 2 năm mất tích, Hằng Hằng đã comeback hoàn toàn trên mạng xã hội. Cùng với sự trở lại này còn có chuyện tình của cô nàng và Huy My, điều mà dân tình trong thời gian trước hoàn toàn mù tịt thông tin. Đúng là không công khai thì thôi, chứ một khi công khai là cặp đôi trai xinh gái đẹp này sẽ lọt top đường đua phát cẩu lương ngay. Không bằng cách này thì bằng cách khác. Nhưng mới đây, Hằng Hằng lại vừa khoe khéo mối quan hệ giữa mình với bạn trai chỉ bằng một video clip. Ngay lập tức, netizen đã phải đồng loạt suýt xoa vì độ đẹp đôi của cả hai. Tuy nhiên, đáng chú ý hơn cả là các bí mật Hằng Hằng và Huy My cùng nhau tiết lộ khi đưa trên trả lời 14 câu hỏi Q&A chuyên dành cho các couple. Chẳng hạn như Huy My là người kiên nhẫn hơn nhưng Hằng Hằng sẽ là người lãng mạn hơn. Khi cãi nhau, Huy My thường chủ động làm lành trước, còn Hằng Hằng thì luôn cần sự quan tâm. Nàng hot girl còn là người chủ động nói lời yêu đầu tiên. Ngoài ra, cả hai đều thấy đối phương vui tính và bừa bộn. Bên cạnh đó, một thông tin đặc biệt khác cũng vô tình được hé lộ. Cụ thể hơn thì trong list câu hỏi có xuất hiện một câu với nội dung khi ngủ dậy ai hay gắt gỏng hơn. Huy My đã lập tức chỉ tay về phía Hằng Hằng và bản thân Hằng Hằng cũng không ngần ngại thừa nhận điều này. Cả hai trả lời rất vô tư nhưng dân mạng thì vô cùng phấn khích, bởi đây rõ ràng là bằng chứng tái khẳng định việc cặp đôi đang sống chung. Trước đó, trong clip đăng tải đúng vào dịp Valentine, Huy My cũng từng tung video tổng hợp các khoảnh khắc chưa từng công bố của bạn gái. Nào là lúc cô nàng đang nấu ăn, lúc cặp đôi cùng đi hiệu sách, đi quẩy, đi du lịch hay tập gym. Với những khoảnh khắc này, có thể thấy Huy My cùng bạn gái thật sự ghi lại mọi hình ảnh của Hằng Hằng mọi lúc mọi nơi, kể cả là ở nhà.